Thôi chuẩn bị vô này mọi người, chuẩn bị này, chuẩn bị này, kích này. Reboot thiếu lâm sao? Ta, ta ơi. Reboot, reboot, reboot. Chí giải này. Cấp 10. Nè. Cái này tao thích này. Mình thích này, mình thích kiếm này. Các một đất trắng hai đâm kiếm ba bốn luôn chắc nào kiếm đi vòng đỏ chuẩn bị hai một né này. Chia đỏ số 10 3 2 1 né này. Giải này. Số 10 năm mây. Hôm đó cũng được. Tiêu đỏ 3, 2, 1, né. Đâm chết. Đi gần với cái cống này, đi gần với cái cống, ơ mấy cống này. Chuẩn bị giải này. Giải. Cắt từ từ ơi. Tiêu hàm 9 tầng kìa, cắt 2. Tiêu hàm nhắm thương lên không à. Rồi thôi không ngắt nữa, không ngắt nữa, không ngắt nữa. Từ 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 tiền lẹ tự tiền lẹ. Ok. Từ từ. Có bị không? Có 5%. 3 2 1 giải này. Chuẩn bị vòng đỏ đấy. Vòng đỏ này. Di chuyển này. Coi chừng ra ngoài chiến đấu. Máu lên kìa. Kia đỏ chuẩn bị. Máu máu máu. Né 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 né. Sao cũng bị dính. Đi búp lại luôn. Rồi xong đốt nó 10% mana không phân. Được rồi, được rồi, được rồi. Nó dài được một người thôi.
Này, đi dài 30 giây sau mày sẽ đi mà. Đi dài về 1. 50. Đi rõ đến 10. 3, 2, 1. Né này. Né. Cái ngàn mất máu quá thì lùi ra nhá. Lưu lên rồi. Tích. Cứ chỗ cái tống này, chỗ cái tống này. Một. Tống, 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 tống. Chúng mày dài này. Lên một. Ra từ từ thôi. Lâm Hình Ngọc 9 nói tầng kìa. Kiểu là anh rồi. Cầm xích ba gắt. Cầm xích, cầm xích, cầm xích, cầm xích, cầm xích, cầm xích, cầm xích. Thôi thôi không ngắt nữa. Cầm xích lại là chuẩn bị ra vòng lửa thôi. Vòng lửa nữa này. Đi ra cái trống luôn này, đi ra cái trống luôn này. Món ngon ngọc lên kìa. Đi theo cái tống luôn, đi theo cái tống luôn, đi theo cái tống. Mó chân sân hà lên kìa, mó chân sân hà. Máu ngon ngọc lên, máu ngon ngọc lên. Phúc quân lại dài tăng, rồi. Tăng, tăng. 3, 2, 1, giết tăng. Đừng đứng ra ngoài quá nha, mó. Đứng ra ngoài rồi thì đỡ mất mó. Chúng bị kia đỏ hở hết rồi. Tia đỏ đấy. Chuẩn bị tia đỏ luôn đấy. Né. Cứ làm đi. Xong rồi qua bên trái nhờ. Đi theo cái tống rồi. Thôi đi theo cái tống rồi. Đi theo cái tống luôn. Bốn hai. Bốn ba. Bốn ba về bốn ba. Bốn ba bốn hai. Tia đỏ kìa. Em ngọn rồi, chuẩn bị vậy. Toàn đỏ kèm tia đỏ. Vậy nè. Xong ta dài hướng số 1 nha. Rồi ta ngán quân người ra. Tia đỏ chuẩn bị. 3, 2, 1. Né nè. Tích luôn này. Cái mày vòng khó. Cắt hai từ từ nhá. Cắt hai. Hai. Không gọn này đâu. Cầm xích. Ba. Ba. Thôi không ngắt nữa nha. Không ngắt nữa. Không ngắt nữa. Chuẩn bị cho vòng đỏ. Vòng đỏ chuẩn bị. Hai. Một. Ba. Rồi hướng số hai. Rồi hướng số hai nào. Ra hết số hai nào. Né tiền. Né tiền. Né tiền trước. Né tiền trước. Né tiền trước. Rồi ra ngoài luôn nha, ra ngoài luôn nha, ô chuẩn bị tự tuyệt đấy. Đúng số 2, đúng số 2, đúng. Từ tuyệt, từ tuyệt, từ tuyệt. Sơ ba luôn nha, đừng để mất tí mana của Húc Vân nào. Thế này có dính không nhỉ? Không, không dính đâu. Cách 20 thước không dính. Chết đi, chết đi. Ba. Hai. Một, dậy này. Coi chừng tia đỏ nha, coi chừng có tia đỏ nha. Né, 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 né. Tì búp lên luôn. Hai mươi sáu. Một lần nữa mới hạ xuống 10% thì ngon. Vào kèm tia đỏ nha, vào kèm tia đỏ nha.
27 nhưng coi gì hay sao. Không quay luôn, chắc quay luôn. Không bóp nữa. Xong kèm tia đỏ này, chú ý này. Rồi. À, nổ hết rồi về nha. Môn này. Em cầu. Chú ý tia đỏ này. 3 2 1 né này, né. Tu quan tài nè. Chạy đi. Rồi, máu lên, hồi sinh luôn nào. Sinh, ai có hồi sinh nào. Rồi, nhạc hay hồi sinh rồi. Em xích. Giảm thương. Lúc nãy là ai hồi sinh đấy, còn hồi sinh của ai đấy. Nãy là... Rồi, phong. Rồi, tà của chúng. Chúng người dạy. Đánh cái tia đó luôn nhá. Đánh cái tia. Cắn tia đây. Nhắc một. Cắn một. Hai ngắt. Em xích. Rồi bấm canh vào vòng nam nha. Anh ra ngoài yên. Chuẩn bị vòng đỏ này. Đi vòng đỏ 2. 1. Né. Ơ. Hồi dân anh. Đúng kéo. Tránh vòng đỏ ra. Chuẩn bị tia đỏ này. Chuẩn bị tia đỏ này. Ôi, chuẩn bị tránh này. Bấm vô nào. Tia đỏ ra này. Né tia đỏ, né tia đỏ. Trời ơi. Không sao. Mình đang đứng cái gì một. Ôm chấm. Kệ đi không sao đâu. Trắng. 3 2 1 Nhi Văn. Không sát con Phúc Vân nha, đừng ra đừng ngoài. Đừng lẩu nữa là được, đừng lẩu nữa là được. Đừng ra ngoài quá, đứng gần con Phúc Vân là được. Cho là nhảy một lần. Đỏ rồi đúng không? Tí đỏ rồi đúng không? Ừ. Còn mấy giây đam bốt thôi, SB chuẩn bị đấy. Đam bốt. SB kìa chưa? Okay. Đi theo cái tống nào. Đừng lẩu nữa nào. Giờ thì không nổi nữa đâu, Phúc Vân nó cũng nhảy thôi. Okay. Một lần nữa cuối. Đi theo cái tống. Nhảy lên cuối cùng rồi. Rồi. Ok, ôm lại cái tấm nào, bị giải này. Đoạn này chết cũng không sao, đừng chết nhiều quá là được. Lùi tí, để cho hướng tới giải. Chết để cùng đam bốt đi, ở đấy mà đừng chết cũng không sao. Mất hiểu ống cơ rồi. Chuẩn bị này. 10 tia đỏ nhé, 10 tia đỏ. Tánh tia đỏ. Máu lên kìa. Ôi sao cánh ngược hướng thế. Đâm mày. Tia đỏ chuẩn bị, né. Tú còn lên sinh không? Thế rồi. 30 giây cũng được không Phong? Đấm thương lên. Nó không khỏi đi. Chạy rồi sinh đi. Trong cái tắm nào không? Để anh đam coi. Em xích này. Bấm. Chống rồi. Coi chấm không? Chống hàng. Em xích kẹo nào nhé. Em xích nào. Đang bốt này. Ok. Chuẩn bị tránh cho tia đỏ 10 tia này. Giải này. Tánh tia luôn. Ngắt một. Rồi ngắt từ từ này. Ngắt từ từ rồi. Ngắt hai ngắt. Đam xích. À thôi đam bốt luôn, ngắt ba. Ok, đam bốt. Cứ đam bốt thôi. Ủa ai cũng ngắt liên tục vậy? Đam bốt. Tú. Bị cái gì đây? Bị tánh vòng đỏ này. Rồi tránh này. Cái gì mà ngắt? Đam bốt đi. Rồi qua đây. Ai muốn ngắt nam đây? Trời ơi, không để tin được, ngắt liên tục luôn. Qua rồi. Ngắt nổ bùm bùm luôn, vẫy cả lìm kia. Đã bảo cả 4 năm đừng có ngắt rồi. Không, đó là chắc kêu mọi người thăm bốt, kêu mọi người không để ý cứ phá.